Nhé là bẻ răng sạch đó. Anh bị sao? Bị sâu răng hả? Bị lâu chưa? Mới bị dễ thôi. Bây giờ anh biết củ gừng không? Rồi, anh đi ra chợ anh mua cho tôi 2000 đồng muốn nha. Ừ, anh đi về anh lặt ra. Lặt ra nam thì 7, nữ thì 9. Lấy cái đọt ngậm vô, sâu nó gặp đọt rau muống nó phái lắm, nó ăn rau muống thôi, nó không ăn găng đâu. Rồi củ gừng đó anh giả nát ra nha. Rồi anh sắc ra, rồi anh bỏ vô trong cái son á, đổ vô 3 chén nước sắc lợi. Sắc nó lợi còn 8 tô. Ơ không, 8 phân. Rồi anh lấy cái gỗ lược á. Anh lấy cái gỗ lược dừa á, anh lược cho đừng có cho nó sát nó xuống. Rồi mình để cái chén nó còn ấm ấm thôi. Cái mình đi cái hướng mặt trời mọc á. Rồi mình đổ vỏ, mình đi vô mình lấy cái xác mình ăn. Đây là chiếc bàn làm việc của Luật. Trước mặt Luật là màn hình lấy cận vào mặt của hai vị giám khảo. Nếu như thí sinh làm cho hai vị giám khảo chỉ cần nhoáng miệng cười, Luật sẽ bấm nút màu đỏ, các bạn là người chiến thắng. Nút màu xanh lá cây, 60 giây bắt đầu. Còn nếu như Luật bấm nút màu xanh dương, thời gian của bạn đã hết. Và bây giờ, thách thức danh hài bắt đầu. Mời thí sinh đầu tiên. Dạ, cho em gửi lời chào anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Chào anh. Dạ, cho em xin chào từ Hà Giang, em chào ban của Hà Nội, em chào Dội Phú Yên, chào Xuyên và Đồng Tháp, em chào Giáp Cà Mau và em lao về đây em chào ban tổ chức và cùng quý vị khán giả lời chào thân thương nồng nặc mùi bầu kết lời chào đã hết. Cho em xin một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ, em quên chào anh Bấm. Em chào anh Bấm. Hồi nãy là lời chào nồng nặc hay đồng nhiệt? Nồng nàn. Anh công việc là gì? Dạ, em làm công nhân. Anh đến từ đâu? Dạ, em chưa giới thiệu tên. Anh hỏi tên em đi, em trả lời. Anh tên gì vậy? Dạ, thưa anh, em tên là Trần Văn Hoàng, sinh năm 1985, chiều cao là 1m69, cân nặng là 53kg, số giấy chứng minh là 381-61229, số điện thoại là 0949-800-744, số nhà 135, số báo danh là 39, số dép là 42, số vợ là 1, số con là 2. Và trong tương lai là... Sao không để thi? Không thi, em có kịch bản khác để chơi. Trời ơi. Hồi nãy ông làm cái đó mà ông thi là ông thắng vòng 1 rồi đó, tôi nói thiệt á. Sợ không cười. Thôi, không nói nữa, để dành, chơi đi. Sợ không cười, lúc đó vô mắc 40 triệu sao? Bây giờ em đi lấy đồ cụ nha. Trời ơi. Cái mặt có duyên lắm nha. Tiềm năng, tiềm năng. 100 triệu của tôi nha. Tôi muốn chào quá hả? Là 100 triệu tôi ra tôi chào cái nè. Từ hôm qua tới giờ em xách cái thùng này đi, người ta để thử em bác sĩ thú y không à. Không phải. Bớt nói, để thi cho có duyên. Dạ. Cho em xin lên đó được không ạ? Được. Chân thật, dễ thương. Rồi. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Alo, văn phòng đầu tư, tư vấn, tư tưởng, tư thế, tư gia, bác sĩ Bạch Găng Xẻ nghe. Bạch Găng Xẻ là bẻ găng sạch đó. Anh bị sao? Bị sâu răng hả? Bị lâu chưa? Mới bị, dễ thôi. Bây giờ anh biết củ gừng không? Rồi, anh đi ra chợ anh mua cho tôi 2000 đồng muốn nha. Anh đi về anh lặt ra. Lặt ra nam thì 7, nữ thì 9. Lấy cái đọt ngậm vô, sâu nó gặp đọt rau muống nó phái lắm, nó ăn rau muống thôi, nó không ăn găng đâu. Rồi củ gừng đó anh giả nát ra nha. Rồi anh sắc ra, rồi anh bỏ vô trong cái son á, đổ vô 3 chén nước sắc lợi. Sắc nó lợi còn 8 tô. Không, 8 phân. Rồi anh lấy cái gỗ lược á. Anh lấy cái gỗ lược dừa á, anh lược cho đừng có cho nó sát nó xuống. Rồi mình để cái chén nó còn ấm ấm thôi. Cái mình đi cái hướng mặt trời mọc á. Rồi mình đổ vỏ, mình đi vô mình lấy cái xác mình ăn. Chúc mừng bạn, bạn vừa đem về 2 triệu cho mình. Tính xàm lắm. Nhưng mà vẫn còn rung lắm nha. Rung nha, nãy giờ thấy vô là rung bực bực. Tự tính lên bình thường thôi, mình nói như ở nhà mình nói thôi. Câu chuyện đang vui. Không, tại em bình thường lắm mà chương trình em thấy không tầm thường. Cho nên là em cũng... Anh là người có tiềm năng. Anh là cái người hiểu về hài. Chỉ có cái là hiện nay đang chưa tự tin. Mà muốn hài, muốn người ta cười là mình phải tự tin, thấy không? Ca câu dùm cổ để cho tự tin nè. Đúng rồi. Rồi, giờ em ca nha. Ca mạnh lên thoát hơn đó. Quất luôn ha. Quất luôn. Vừa ca vừa diễn. Vô. Trời ơi, tôi muốn thét to lên cho trời long đất lở, cho núi thẳm gừng quang sụp đổ tan. Tanh bạch. Tự tin rồi đó, tự tin rồi đó, thấy tự tin rồi đó. Anh gọi cái vừa rồi là hát hả? Không, em hát thì cũng không hay lắm. Dạ. Hay hơn vợ anh. Sao có làm người ta chọc người ta hoài? Tôi làm gì nên tội. Để cho em xin nói câu nghe anh Lực. Nói đi. Dạ, vòng tới em sẽ đi tiếp. Nhưng mà bây giờ em xuống em tặng cho anh Giang một món quà. Ok. Dạ.
phá tôi nữa nè. Không, thề luôn không phá. Thiệt. Cái mặt thấy có triệu chứng lắm rồi nha. Đưa kìm ra kìa tôi chích đi, tôi giết ông luôn á. Bỏ dưới đi. Cái hộp này là để người ta đựng... Phải đâu. Kéo. Em rồi. Biết anh có một sở thích. Sở thích anh là sở thích gì ạ? Anh nói cho em nghe đi. Ai biết đâu. Nè, dép đàn ông đúng không? Chơi đôi này là không có đụng hàng. Em tặng cho anh. Thiệt luôn hả? Cây nhà lá vườn thiệt mà. Em thấy anh mang dép màu trắng. Còn đụng hàng lắm. Em chơi đôi màu này là nó không có đụng hàng. Ai sơn vậy? Không, không sơn nha. Màu nguyên thủy hả? Dạ, tại em làm trong công ty á. Em xách vô em nhộm. Mà hôm giờ em lén vợ em. Em đi nhộm trong ba đôi nữa. Cái thằng bạn em nó nói vợ tao bệnh rồi mày ơi, tao không có nhộm được giùm cho mày. Tặng em định tặng cho anh Thành một đôi, tặng cho anh Lực một đôi nữa, nhưng mà thôi không được rồi, em hẹn anh. Không sao, không sao, không sao, không sao đâu bạn. Để em xin cái số điện thoại với lại số nhà của anh Thành, em vài bữa em ship qua. Bạn biết sao không, tao nói là tôi với anh Thành không có, tụi tôi vui lắm, tao nói tặng dép là tiện đi mà. Không phải đâu, cuộc đời em chưa từng tặng dép ai hết, kể cả vợ em. Thì đó, bạn ghét ai mà mới tặng đúng không? Tôi biết mà, đâu có tặng dép cho nhiều người được, ghét ai mới tặng cần tận tình. Mà cái màu đỏ đi lẹ lắm. Em hồi nãy á, mà anh không cười nữa. Là em lấy không muốn em tặng tranh luôn, cho anh ngậm sâu gặm. Bây giờ có 2 triệu, có đồ chơi nhiêu móc ra khoe hết rồi, hồi diễn gì nữa người ta cười trời. Không, cái này em diễn một màn à. À, ừ, có một màn à. Hay quá, có chuẩn bị. Em chuẩn bị tới 10 kịch bản lận. Hay quá. Tiếp. Em định vô gala luôn á. Hay quá. Ráng lấy tiền đi. Ôi, hẹn vòng gala nha. Ráng nè. Ráng vô gala, đừng để đưa vô gala chết luôn á. Rồi. Rồi, 60 giây bắt đầu. Dạ, kịch bản kế tiếp thì em xin kể về một câu chuyện. Lúc mà Lan với Điệp chia tay á, thì Điệp Lan dặn Điệp: Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô nhà xe gực gỡ, anh nhớ lại chim cảnh Sài Gòn đẹp lắm nha, cho em coi với ha. Nói xong rồi Điệp lên đường đi tới đèo Hải Vân gần quận Bình Tân. Điệp thấy Sơn Tinh với Thủy Tinh đánh nhau. Điệp lấy điện thoại ra quay phim liền. Quay phim Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh Thủy Tinh hô mưa gọi gió mưa tới. Ào 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 ào. Thủy Tinh liền biến ra cái gì? Ừ, biến ra cái vụ che lại cho mưa khỏi ướt. Thủy Tinh nhào vô, Sơn Tinh không còn cách nào hơn. Biến ra cái thứ khác, biến ra cái gì? Biến ra cái điện thoại, điện cho phòng chống lục bão trung ương lại cấp cứu. Ừ. Rồi mà không biết đầu dây bên kia trả lời cái gì. Sơn Tinh chọi cái điện thoại xuống một cái bóp. Không phải, một cái tụm mới đúng, chọi nước mà. Sơn Tinh nhào vô đánh sắp bắt sang bang với Thủy Tinh. Sơn Tinh đá Thủy Tinh đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh đục Thủy Tinh thể phải đi bệnh viện mổ mắt. Nó không có vui gì lắm, nó cũng không thú vị gì lắm, nói thì cũng chưa rõ ràng lắm thôi. Mình phải quay.